Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 5 điểm du lịch nên đi vào ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023 tại Việt Nam. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá top 5 điểm du lịch tuyệt nhất mà bạn nên ghé thăm vào dịp này. Hãy cùng Việt Báo tìm hiểu về từng điểm đến thú vị nhé! 1. Hội An, Quảng Nam. Hội An là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam với kiến trúc cổ kính, phố cổ rực rỡ đèn lồng và văn hóa độc đáo. Vào dịp lễ, Hội An tổ chức những lễ hội sôi động với các hoạt động văn hóa, triển lãm nghệ thuật và đặc biệt là lễ hội đèn lồng lung linh. Bạn có thể dạo chơi trên sông Hoài, thăm chùa cầu Nhật Bản hay tận hưởng những món đặc sản độc đáo của thành phố. 2. Đà Nẵng, Bà Nà Hill. Đà Nẵng là một trong những thành phố du lịch phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Bà Nà Hill là một điểm du lịch nổi tiếng thuộc Đà Nẵng, nằm trên đỉnh núi, mang đến khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và những công trình kiến trúc ấn tượng. Vào dịp lễ, Bà Nà Hill thường tổ chức lễ hội sôi động, biểu diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động giải trí thú vị. Bạn có thể thưởng thức không gian mát mẻ, tận hưởng không khí trong lành và có những khoảnh khắc đáng nhớ. 3. Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến. Chào mừng các bạn đến với thủ đô Hà Nội, nơi lưu giữ văn hóa và lịch sử lâu đời của Việt Nam. Vào dịp Quốc khánh, bạn có thể tham dự các hoạt động tại khu di tích Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long và thăm các chợ truyền thống của thành phố. Đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản ngon lành của Hà Nội và tận hưởng không gian lãng mạn của Hồ Hoàn Kiếm vào buổi tối. 4. Phú Quốc, hòn đảo ngọc của Việt Nam. Nếu bạn muốn tận hưởng bãi biển và không khí nghỉ ngơi vào dịp lễ 2 tháng 9, thì Phú Quốc là điểm đến lý tưởng. Hòn đảo này có cảnh quan tuyệt đẹp, nước biển trong xanh và nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao dưới nước, thăm các vườn quốc gia hay thưởng thức hải sản tươi sống ngon lành. 5. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Địa điểm thứ 5 mà Việt Báo gợi ý cho bạn vào dịp lễ 2 tháng 9 là thành phố Đà Lạt, thành phố ngàn hoa và thiên đường du lịch lãng mạn của Việt Nam. Vào dịp Quốc khánh, Đà Lạt sẽ chào đón du khách bằng không gian ngập tràn hoa lá, cùng các lễ hội sôi động và hoạt động văn hóa đặc sắc. Bạn có thể dạo quanh Hồ Xuân Hương, thăm vườn hoa thành phố và tận hưởng không gian mát mẻ của khu vườn rừng thông đặc trưng. Đà Lạt cũng nổi tiếng với những ngôi villa kiểu Pháp lãng mạn, nơi bạn có thể tận hưởng không gian độc đáo và đón chào mùa thu lãng mạn. Vậy là chúng ta đã khám phá top 5 điểm du lịch nên đi vào dịp lễ 2 tháng 9 tại Việt Nam. Hy vọng rằng video này đã mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích để lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ thú vị của mình. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ 2 tháng 9 trọn vẹn, đầy niềm vui và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.